Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng nhất của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong bài phát biểu tối 24 tháng 7 trước công chúng, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky nói rằng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dmitry Kuleba, người đang thăm Trung Quốc những ngày này, đã hội đàm với người đồng cấp và báo cáo cho tôi về kết quả cuộc họp. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức Ukraine ở cấp độ này trong nhiều năm. Đây là tín hiệu tốt cho thấy Trung Quốc ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố rằng trong chuyến thăm của ông Kuleba, người ta đã xác nhận rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga. Ông Zelensky mong đợi báo cáo chi tiết của ông Kuleba khi ông đến Ukraine. Tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Người ông Kuleba nói với ông rằng Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng phía Nga không có sự sẵn sàng như vậy. Điện Kremlin ngay sau đó cũng lên tiếng khẳng định thông điệp từ phía Ukraine phù hợp với lập trường của Nga và Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói đề cập đến nội dung hội đàm của Ngoại trưởng Ukraine với người đồng cấp Trung Quốc rằng các bạn biết rằng Nga luôn duy trì thái độ cởi mở với tiến trình này, song tôi và các bạn vẫn chưa biết rõ chi tiết. Trong khi đó, Trung Quốc đã liên tục kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine và đưa ra kế hoạch hòa bình với Brazil vào tháng 5 năm nay về việc giải quyết xung đột. Nhưng cuộc đàm phán ở Quảng Châu diễn ra sau khi Tổng thống Zelensky công khai chỉ trích Trung Quốc trong chuyến thăm Singapore vào tháng trước, cáo buộc Bắc Kinh vận động các nước tẩy chay hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ, nơi Ukraine tìm cách gây áp lực lên Nga để chấm dứt giao tranh theo các điều khoản của Kiev. Bắc Kinh nhấn mạnh rằng bất kỳ hội nghị hòa bình nào cũng phải được cả Ukraine và Nga ủng hộ, nhưng Moscow đã không được mời. Lucian Kim, một nhà phân tích cấp cao của Ukraine tại International Crisis Group cho biết, điều tốt nhất mà Ukraine có thể hy vọng là hàn gắn mối quan hệ với Trung Quốc. Theo mô tả về cuộc họp hôm 24 tháng 7 tại Bộ ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị lưu ý, Trung Quốc tin rằng mọi xung đột phải được giải quyết bằng cách quay lại bàn đàm phán và mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị. Gần đây, phía Nga và Ukraine đã ở các mức độ khác nhau, ra hiệu rằng họ sẵn sàng đàm phán. Đối với Ukraine, cuộc đàm phán ở Trung Quốc cũng như tín hiệu về đàm phán với Nga diễn ra khi những câu hỏi ngày càng tăng về việc Washington có tiếp tục hỗ trợ cho Kiev hay không nếu cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Mới đây, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev sẵn sàng đàm phán với Nga nếu Moscow sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí. Phát biểu trong cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị Tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, ông Kuliba nhấn mạnh, phía Ukraine sẵn sàng tiến hành đối thoại và đàm phán với phía Nga. Tất nhiên, các cuộc đàm phán phải hợp lý và thực tế, nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Trước đó, trong cuộc gặp quốc vụ khanh, tức người đứng đầu chính phủ Vatican, Hồng y Pietro Parolin, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông hiểu sự cần thiết phải chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Tại cuộc gặp, ông Zelensky nói rằng đương nhiên cần sớm kết thúc xung đột để không gây thêm thương vong. Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình của phía Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng thông điệp này có thể nói là nhất quán với quan điểm của Liên bang Nga. Khi được đề nghị bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Ukraine, Dmitry Kuleba, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov nói Các bạn biết rằng phía Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán, luôn duy trì sự cởi mở trong quá trình đàm phán. Nhưng ở đây có những chi tiết quan trọng mà tôi và các bạn vẫn chưa biết. Cũng bình luận về triển vọng hòa đàm với Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nói với các phóng viên, không ai tin ông Zelensky. Bà Zakharova nhắc lại việc Ukraine và các nước ủng hộ phương Tây đã không làm gì để hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Zelensky cấm Kyiv tham gia bất kỳ cuộc đối thoại nào với giới lãnh đạo hiện tại ở Moscow. Ông Zelensky đã ban hành các sắc lệnh này vào mùa thu năm 2022 sau khi bốn vùng của Ukraine sáp nhập vào Nga sau trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, tuần trước Tổng thống Ukraine lại cho hay, ông thấy không có gì khác biệt trong việc phải đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin hay lãnh đạo Nga nào khác để kết thúc khủng hoảng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các tuyên bố của ông Zelensky chỉ nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình do ông đề xuất và kéo các nước ủng hộ sáng kiến này, bất chấp sự bác bỏ của Moscow. Theo hãng tin Reuters, hồi tháng 2, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đề xuất về một lệnh ngừng bắn ở Ukraine nhằm đóng băng xung đột, nhưng đã bị phía Mỹ bác bỏ sau khi hai bên liên lạc qua kênh trung gian. Tiếp đó vào tháng 5, Reuters đưa tin rằng ông Putin bày tỏ sẵn sàng ngăn chặn xung đột ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn đạt được thông qua đàm phán. Nhưng người đứng đầu Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu Kiev và phương Tây không phản ứng. Gần nhất là vào tháng 6, ông Putin cho biết Liên bang Nga sẽ chỉ chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu Kiev đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO và bàn giao toàn bộ khu vực mà Moscow đã sắp nhập vào Nga, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại thúc đẩy công thức hòa bình 10 điểm, yêu cầu Nga rút binh sĩ khỏi các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền. Đài RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24 tháng 7 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định ông Zelensky không còn tư cách Tổng thống Ukraine hợp pháp vì đã kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo vào ngày 20 tháng 5. Hồi tháng 3 năm nay, ông Zelensky đã từ chối tổ chức bầu cử mới với lý do Kiev đã ban hành lệnh thiết quân luật kể từ đầu cuộc xung đột với Nga và hiến pháp Ukraine cấm không tổ chức bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào trong điều kiện như vậy. Theo người phát ngôn điện Kremlin, động thái dẫn đến sự hoài nghi của Nga về tính chính danh của ông Zelensky, Moscow cũng tin ông Zelensky đang tìm mọi cách để duy trì quyền lực lâu hơn. Ông Peskov lưu ý, một vấn đề khác có thể cản trở nghiêm trọng tiến trình hòa bình là sắc lệnh năm 2022 của ông Zelensky nhằm cấm bất kỳ nguyên thủ quốc gia Ukraine nào tham gia đàm phán với Tổng thống Putin các cuộc thương lượng giữa Moscow và Kiev đã đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022, khi cả hai bên đều cáo buộc nhau đưa ra những yêu sách phi thực tế. Tuy nhiên trước đó, phản hồi bình luận của ông Putin, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk tuyên bố ông Zelensky vẫn là Tổng thống Ukraine, chừng nào đất nước vẫn còn trong tình trạng thiết quân luật. Thật tuyệt vời khi hiến pháp Ukraine được quan tâm ở Nga. Tôi khuyên các độc giả ở Nga nên chú ý đến điều 108.1 rằng Tổng thống Ukraine sẽ thực thi quyền lực của mình cho đến khi Tổng thống mới được bầu của Ukraine nhậm chức. Trong các xã hội dân chủ, điều này được gọi là sự liên tục của quyền lực. Ông nhấn mạnh đó là lý do tại sao ông Volodymyr Zelensky đang và sẽ giữ chức Tổng thống Ukraine cho đến khi kết thúc thiết quân luật. Và tất cả những điều này đều phù hợp với hiến pháp và luật pháp của Ukraine. Trong khi đó, bà Marina Sinkina, nhà khoa học chính trị và chuyên gia về luật quốc tế người Nga, cũng nhận định vị trí của ông Zelensky đang trở nên cực kỳ bất ổn vì nhà lãnh đạo Ukraine không xác nhận tư cách tổng thống của mình tại Tòa án Hiến pháp Ukraine, tức sau khi nhiệm kỳ trước kết thúc. Bà Sinkina cho rằng vị thế của Tổng thống Zelensky dần bấp bênh hơn bởi cộng đồng quốc tế có thể từ chối ký thỏa thuận với Kiev vì họ có thể e ngại tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky. Vài tháng trước, cộng đồng quốc tế từng xem ông Valery Zaluzny, cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, là đối thủ tiềm năng của ông Zelensky nếu tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới. Các đơn vị Ukraine đã bị đẩy khỏi khu định cư Progress. Việc đánh mất cứ điểm quan trọng này gần giống như việc mất Ocheretino. Khi ấy, sau cuộc đột phá của các đơn vị Nga, mặt trận của Ukraine ở phía Tây và Tây Bắc Adipka đã bắt đầu sụp đổ và bộ chỉ huy Ukraine đã phải cố gắng rất nhiều để không cho nó thất thủ. Trước đó có thông tin rằng các binh sĩ của tiểu đoàn 1 thuộc lữ đoàn Slavian số 1 đã treo cờ Nga trên làng Progress. Ukrainska Pravda mới đây cho biết trước thông tin có một số đơn vị bị lực lượng Moscow bao vây ở Progress trên mặt trận Adivka, cụm tác chiến chiến lược Khotysia thuộc quân đội Ukraine đã báo cáo rằng nhóm lực lượng Nga trong khu vực đang bị tập kích hỏa lực. Các biện pháp đang được thực hiện để đánh bật đối phương ra khỏi đó, cuộc xung đột vẫn tiếp tục. Có thông tin cho rằng tình hình ở hướng Pokrovsk, Adipka thuộc vùng trách nhiệm của nhóm Khotisia, đặc biệt là ở những vị trí do các đơn vị lữ đoàn cơ giới số 3 bảo vệ rất căng thẳng và khó khăn. Họ trấn giữ phòng tuyến theo hướng Progress, Lozovaskoy, Ivanovka và Vosvizenka. Bộ chỉ huy lữ đoàn 31 đang theo dõi và phân tích tình hình chiến thuật Dựa trên kết quả đó, các biện pháp được thực hiện để ứng phó với những thay đổi của tình hình. Theo đánh giá, nếu lực lượng Nga có thể đánh bại lực lượng Ukraine ở một tiền đồn lớn do Lữ đoàn 47 lục quân Ukraine chấn giữ ở phía Bắc Progress, họ sẽ có triển vọng tuyệt vời cho một cuộc tấn công tiếp theo từ Dimitrovo, Minograd đến Krasnoa-Mesk, Pokrovsk. Lực lượng Nga cũng sẽ có thể vượt qua các vị trí vững chắc của Ukraine ở phía Nam, bên bờ cao phía Tây của sông Volchia. Trong khi đó, lữ đoàn tấn công đường không số 79 của Ukraine cũng đã tuyên bố đẩy lùi một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga trên mặt trận Kurakhov thuộc vùng Donetsk. Lữ đoàn 79 cho biết quân đội Nga đã đồng loạt triển khai 11 xe tăng, 45 xe chiến đấu bọc thép cùng một xe chiến đấu Terminator, 12 xe mô tô tham gia cuộc tấn công. Đoàn xe của Nga tiến lên lúc bình minh. Cuộc tấn công bắt đầu đồng thời từ nhiều hướng trinh sát trên không của lữ đoàn 79 đã phát hiện các khí tài của Nga. Pháo binh Ukraine sau đó bắt đầu tấn công dữ dội. Những chiếc xe tăng và xe chiến đấu bọc thép đầu tiên của Nga đã bị chặn lại bởi máy bay không người lái tấn công của Ukraine. Tiếp đó, lực lượng chống tăng Ukraine được triển khai, khí tài Nga bị trúng mìn. Lực lượng đổ bộ đã tấn công 6 xe tăng và 7 xe chiến đấu bọc thép chở quân của Nga. Toàn bộ 12 xe mô tô bị phá hủy. Hồi đầu tháng 3, quân đội Ukraine tuyên bố đánh bật lực lượng Nga tại Krasnogorovka trong đợt phản kích hiếm hoi sau thất bại ở thành trì adipka Thời điểm đó, Phó Chỉ huy Lữ đoàn Maxim Zhorin thông báo Lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine đẩy đối phương ra khỏi Krasnogorovka, tỉnh Donetsk. Nga không chịu đầu hàng và bị vô hiệu hóa trong những ngôi nhà mà họ chiếm giữ. Đến lúc này, Krasnogorovka đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, cuối tháng 6 vừa qua, ở Krasnogorovka các đơn vị Nga đã chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine và tiến vào tiểu khu Vostokny tại trung tâm thành phố. Thời điểm đó, nhiều người tin rằng việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Krasnogorovka chỉ là vấn đề thời gian. Một trung úy Ukraine có biệt danh Alex cho biết trên kênh Telegram của mình, mọi thứ ở Krasnogorovka thật tồi tệ, quân đội Nga đang tấn công từng góc phố, trong khi các đơn vị của chúng tôi đã kiệt sức. Mới đây, theo kênh Riyadokka, lực lượng Moscow hầu như đã kiểm soát hoàn toàn Krasnogorovka, đang tiến tới Kurakovo. Cụ thể, các đơn vị của họ đã kiểm soát khu vực công viên cũng như khu vực tư nhân lân cận. Nhận thấy tình hình thực tế rất nghiêm trọng là nguy cơ bị bao vây, Ukraine bắt đầu tổng rút lui khỏi thành phố, rời khỏi vùng ngoại ô phía Tây. Quân đội Ukraine nắm giữ một dãy nhà hẹp ở phía bắc Krasnogorovka và trang trại quốc gia Lenin liền kề. Rất có thể ở đây cũng vậy, sau những trận tập kích của đối phương, họ sẽ sớm rút lui. Từ những động thái trên có thể thấy rõ rằng quân đội Ukraine đang rút lực lượng đồn trú trong thành phố về tuyến phòng thủ dự bị. Nhiều khả năng họ đã lên kế hoạch thiết lập, sử dụng hệ thống công sự ngay sát Maximilianuka. Từ ngôi làng này chỉ vài km là đến Kurakovo, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng Moscow đã chủ động tiếp cận nơi đây và trước khi kết thúc trận chiến giành Krasnogorovka, họ tiến vào Maximilianovka kiểm soát khoảng 1 phần tư ngôi làng. Krasnogorovka nằm ở phía tây thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên và phía bắc thành phố Marinka, nơi Nga kiểm soát hoàn toàn vào cuối tháng 12 năm 2023. Thành phố có diện tích 10,7 km vuông, dân số trước xung đột là hơn 16.000 người. Trên chiến tuyến gần thành phố công nghiệp Kramatorsk, những binh sĩ Ukraine canh giữ chiến hào cho biết họ đang thiếu hụt loại vũ khí cực kỳ quan trọng, đó là đạn pháo 155mm cuộc khủng hoảng đạn dược của Ukraine đã khiến xung đột xoay chuyển theo hướng có lợi cho Nga. Nhiều người trong số họ đã đổ lỗi cho Quốc hội Mỹ về tình trạng khan hiếm nguồn cung. Họ cho rằng Quốc hội Mỹ đã không nhanh chóng phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ vốn được thông qua hồi tháng 4 năm 2024 sau nhiều tháng trì hoãn. Nhưng khi nguồn cung cấp mới được chuyển giao, Ukraine vẫn bị áp đảo về vũ khí và đạn dược. Theo Reuters, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng đạn dược tại Ukraine bắt đầu từ cách đây nhiều năm, có nguồn gốc từ các quyết định và tính toán sai lầm của quân đội Mỹ lẫn đồng minh trong khối NATO xảy ra rất lâu trước khi Nga phát động kế hoạch quân sự của Nga năm 2022. Những sai lầm về chiến lược, tài trợ và sản xuất của phương Tây trong một thập kỷ qua đã góp phần không nhỏ vào việc gây ra cuộc khủng hoảng những khẩu pháo lớn và đạn dược là yếu tố then chốt quyết định khả năng của Kiev trong việc định hình chiến tuyến dài 1.000 km. Pháo binh có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Các loại đạn cỡ 155mm và những loại đạn tương tự được cho là rất quan trọng vì chúng có sức nổ và tầm bắn mở rộng cần thiết để phá hủy thiết giáp cũng như gây thương vong cho đối phương. Theo đánh giá của các chỉ huy Ukraine, kể từ khi xung đột bắt đầu, pháo binh đã gây ra hơn 80% trường hợp thương vong cho cả hai bên. Thiếu tá Anton Bajev, người giúp điều phối việc hỗ trợ pháo binh cho quân tiền tuyến Ukraine ở rừng Kremina cách Kramatorsk khoảng 60 km, cho biết tình trạng thiếu đạn pháo khiến ông cảm thấy lo lắng. Ông nói rằng bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, nguồn cung cấp đạn pháo cũ của Liên Xô gần như không còn nữa và đạn pháo 155mm sắp cạn kiệt. Vào mùa xuân, có những thời điểm cả lữ đoàn của ông chỉ có 4 quả đạn pháo mỗi ngày để bảo vệ vùng lãnh thổ kéo dài hàng chục km. Theo ông Dubus, trợ lý thư ký của quân đội Mỹ về mua sắm, hậu cần và công nghệ, sự chậm trễ của Quốc hội Mỹ trong việc thông qua các khoản viện trợ dành cho Ukraine đã gây ra tác động trên tiền tuyến. Hồi đầu cuộc xung đột, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cam kết giúp Ukraine thay thế những loại pháo cũ có từ thời Liên Xô bằng các loại pháo hiện đại hơn. Đến cuối năm 2023, nguồn cung cấp đạn pháo từ thời Liên Xô dành cho Ukraine, loại đạn tầm xa tiêu chuẩn, có đường kính 152mm, đã gần như cạn kiệt. Sự thiếu hụt loại đạn tương tự từ phương Tây cùng nhu cầu cấp thiết về vũ khí của Ukraina đã khiến Mỹ phải tìm kiếm loại đạn này từ các quốc gia khác, thậm chí rút một số lượng đáng kể từ kho dự trữ của nước này. Ngoài ra, có một thực tế là trong khi Nga có thể chuyển hướng nền kinh tế sang thời chiến, tăng cường mua đạn pháo từ các nước đồng minh và đối tác thì sự thiếu hụt đạn pháo đang bào mòn các lực lượng Ukraina trên tiền tuyến vào tháng 10 năm 2023. Ukraine đã phải kết thúc cuộc tấn công một cách đột ngột và quân đội nước này buộc phải chuyển từ hoạt động pháo kích sang hoạt động phòng thủ, bắt đầu đào các chiến hào. Với số lượng pháo binh hạn chế, Ukraine không đủ khả năng tấn công mạnh mẽ để ngăn chặn bước tiến của Nga. Các chỉ huy của Kiev cũng lo ngại quân đội Nga có thể tràn vào và chiếm lĩnh các vị trí của họ bất cứ lúc nào. Theo các chỉ huy Ukraine, số lượng đạn pháo của Nga và Ukraine chênh nhau với tỷ lệ 5:1. Nếu như Nga bắn ít nhất 5 quả thì Ukraine chỉ có thể bắn một quả. Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ trầm trọng. Ông Volodymyr Havrilov, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, ngay cả trước khi các nguồn tài trợ từ Quốc hội Mỹ bị trì hoãn, họ đã được giới chức Mỹ thông báo rằng không thể sản xuất đạn pháo nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu chiến đấu của các binh sĩ trên tiền tuyến. Một số quan chức Mỹ nói rằng Ukraine nên thay đổi cách tiếp cận với cuộc xung đột và tự tìm cách khắc phục khi nguồn cung đạn dược bị giảm. Ukraine tuyên bố ngăn chặn đợt tấn công gồm 57 tăng thiết giáp của Nga ở mặt trận Kurakhov trong trận đánh lớn bậc nhất từ đầu xung đột. Lữ đoàn 79 cho biết quân đội Nga đã đồng loạt triển khai 11 xe tăng, 45 xe chiến đấu bọc thép cùng một xe chiến đấu Terminator, 12 xe mô tô tham gia cuộc tấn công. Theo lữ đoàn 79, cuộc tấn công diễn ra vào lúc dạng sáng theo nhiều hướng. Tổ trinh sát đường không của đơn vị phát hiện đội hình tăng thiết giáp của Nga đang tiến về phía phòng tuyến, và lập tức chỉ thị mục tiêu để pháo binh tập kích. Những chiếc xe tăng và xe chiến đấu bọc thép đầu tiên của Nga đã bị chặn lại bởi máy bay không người lái tấn công của Ukraine. Tiếp đó, lực lượng chống tăng Ukraine được triển khai, khí tài Nga bị trúng mìn của Lữ đoàn 79. Lữ đoàn 79 tuyên bố đã đánh trúng 6 xe tăng và 7 xe chiến đấu bộ binh bọc thép trở quân. Toàn bộ 12 xe máy của đối phương đã bị thiêu dụi, 40 quân nhân Nga thiệt mạng và 37 người bị thương video do đơn vị này đăng kèm cho thấy đoàn xe nga di chuyển trong làn khói mù mịt trước khi chuyển sang cảnh một mũi xung kích gồm bốn tăng thiết giáp nga hành tiến với tốc độ cao trên đường đất chiếc dẫn đầu liên tục khai hỏa về phía trước sau đó là cảnh tăng thiết giáp nga liên tiếp phát nổ hoặc bốc khói trên đường có chiếc bị tập kích bởi fpv cảm tử một số drone còn thả đầu nổ xuống vị trí binh sĩ đối phương đang ẩn nấp cuối video là một vụ nổ lớn trên cánh đồng tạo ra sóng xung kích và cột khói bốc cao lên bầu trời. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Kurakhov nằm gần thành phố chiến lược Pokrovsk và là một trong các mặt trận căng thẳng hiện nay tại tỉnh miền đông Donetsk. Trong báo cáo cập nhật về khu vực này trước đó, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã 10 lần tập kích các cứ điểm tại đây. Quân đội Nga gần đây triển khai thêm xe máy cho nhiệm vụ xung kích, do loại phương tiện này có thể di chuyển với tốc độ cao hơn bộ binh, dễ tránh chứa ngại vật và khó bị đối phương phát hiện hơn so với khi dùng thiết giáp. Dù vậy, truyền thông Ukraine và các chuyên gia phương Tây cho rằng việc sử dụng xe máy đang khiến lực lượng nga hứng chịu tổn thất lớn. Tờ Krmliai đưa tin, nga đang nỗ lực củng cố cầu Krmliai đã bị hư hại nặng nề do các cuộc không kích của Ukraine. Sau các cuộc tấn công này, lực lượng ủy nhiệm của nga đã tiếp tục gia cố cây cầu bằng các rào chắn dưới nước một cần cầu xây dựng nổi gần đây được phát hiện ở eo biển Kerch và số lượng xà lan bảo vệ cây cầu khỏi các cuộc tấn công từ thiết bị không người lái của hải quân ukraine thông tin về việc nga củng cố cầu crimea được đưa ra trong bối cảnh ông oleksandr shitsky tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine cho biết nước này đã sở hữu kế hoạch khả thi để giành lại bán đảo crimea ông shitsky trả lời khi được hỏi kế hoạch này khả thi tất nhiên đó là một bí mật quân sự lớn ông shitsky đồng thời lưu ý rằng các chiến hạm của nga trong năm nay đã buộc phải rút hoàn toàn khỏi cảng Sevastopol ở Crimea sau một loạt cuộc tấn công của Ukraine. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine đã phá hủy các cơ sở radar và tên lửa của Nga ở Crimea. Mục tiêu chính của Ukraine là phá hủy tuyến đường bộ và đường sắt nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Tuy nhiên, tướng Sisky từ chối cho biết khi nào Ukraine đã được mục tiêu này. Tướng Sisky nói thêm rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ làm mọi thứ có thể để đạt được biên giới được quốc tế công nhận năm 1991 khi Ukraine bỏ phiếu giành độc lập khỏi Liên Xô. Ông nhấn mạnh, chúng tôi phải giành chiến thắng để giải phóng những công dân của chúng tôi đang ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, những người đang đau khổ. Chỉ huy quân đội Ukraine đã củng cố tuyên bố của mình bằng việc nhắc lại Kiev thời gian qua đã thành công trong việc tấn công các mục tiêu trên bán đảo. Trong cuộc trả lời truyền thông Anh, tướng Sitsky cũng nêu khái quát chung về tình hình xung đột thời gian qua. Tướng Sitsky thừa nhận Nga có nguồn lực quân sự đáng nể, từ chỗ lực lượng ban đầu tham gia xung đột 100.000 binh sĩ đã tăng lên 520.000 binh sĩ và đặt mục tiêu đạt tới 690.000 binh sĩ vào cuối năm nay. Ông nói vũ khí trang bị cũng nghiêng về Nga với tỷ lệ 2-1 hoặc 3-1 và thêm rằng Nga còn có năng lực không quân vượt trội và hệ thống phòng không rất mạnh. Dù không tiết lộ năng lực quân sự của Ukraine, nhưng tướng Sitsky nhấn mạnh họ lấy chất lượng thắng số lượng bên kia chiến tuyến. Vừa qua, phát biểu với báo chí, ông Nazar Volosin, người phát ngôn quân đội Ukraine nói rằng mọi nỗ lực tiến công của Nga đều gặp phải sự kháng cự quyết liệt. Tính đến thời điểm hiện tại ở hướng Pokrovsk, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 41 cuộc tấn công của đối phương ở các khu vực Pantelimonovka, novo Oleksandrovka, Vosvizhenka, Prores, Novoselovka, Pesha, Umanske và Jasnobrodovka. Ông Nazar Volosin cho biết thêm các trận chiến ác liệt vẫn đang diễn ra khi Nga tìm cách đánh bật các đơn vị Ukraine bằng các cuộc tấn công trên bộ và pháo kích dữ dội. Quân đội Nga được cho là đang cố gắng phát triển một hướng tấn công về phía tây các thành phố Adipka và Marinka để tiến tới Pokrovsk và Kurakhov. Ông Vorosin lưu ý, Nga đã tung rất nhiều lực lượng vào việc đánh chiếm làng Ocheretino để có thể tới tuyến đường cao tốc Pokrovsk-Kostiantinovka và giành lấy quyền kiểm soát tuyến đường này khu vực gần Pokrovsk ở phía tây tỉnh Donetsk đã trở thành khu vực nóng nhất trên mặt trận khi các lực lượng Nga dành nguồn lực đáng kể để đột phá về phía trung tâm hậu cần quan trọng này. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky hồi đầu tuần cho biết Nga vẫn tiếp tục tiến tới mục tiêu này bất chấp tổn thất nặng nề. Cộng đồng tình báo nguồn mở Deep State có trụ sở tại Ukraine thông báo rằng tình hình ở khu vực Pokrovsk đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày gần đây. Theo Deep State, Nga đã chiếm được Prores, một ngôi làng cách Pokrovsk hơn 23 km về phía đông vào cuối tuần qua và đang cố gắng bao vây các đơn vị Ukraine ở gần đó. Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cũng cho biết rằng quân đội nước này đã giành được ngôi làng Ivano Daryevka ở Donetsk. Theo phía Moscow, nhóm chiến đấu phía nam của Nga đã kiểm soát được ngôi làng từ tay Ukraine, đồng thời đạt được các vị trí thuận lợi hơn trên tiền tuyến. Ivano Daryevka nằm gần sông Staraja, Plotva, cách thị trấn Sevesk, 8 km về phía đông nam. Sevesk là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine nằm ở phía bắc Donetsk. Việc giành được Ivano Daryevka sẽ giúp Nga tạo ra đầu cầu cho cuộc tấn công trực tiếp vào Sevesk từ phía đông nam. Ngoài ra, Nga nói rằng các lực lượng nước này đã phá hủy thiết bị quân sự của 11 lữ đoàn Ukraine đóng tại các khu vực Kalinin, Vekne Kamenskoy, Antonovka, Krasnogorovka, Konstantinovka, và ở Donetsk. Thời gian qua, phương Tây đã tranh cãi kịch liệt về cách sử dụng những tài sản bị phong tỏa của Nga. Họ đang đau đầu suy tính phải làm thế nào để cung cấp hỗ trợ Ukraine. Trong khi một số thành viên G7 như Mỹ đề xuất tịch thu hoàn toàn tài sản của Nga, thì EU lại do dự hơn vì lo ngại những thách thức về mặt pháp lý và tài chính nếu làm như vậy. Các chuyên gia cảnh báo, phương án tịch thu toàn bộ số tiền của Nga và chuyển cho Ukraine có thể làm dung chuyển thị trường quốc tế và làm suy yếu đồng euro. Sau rất nhiều tranh cãi thì các nước đã tạm thời đưa ra giải pháp tình thế, đó là cung cấp cho Ukraine khoản tiền lãi từ những tài sản đang bị đóng băng của Nga, bất chấp Moscow phản đối mạnh mẽ. Số tiền trên mặc dù chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Kiev, nhưng với hàng tỷ euro được cung cấp vẫn đủ để Ukraine có tiền nhằm chi tiêu cho những nhu cầu cấp bách trước mắt của mình. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Joseph Borrell cho biết đợt lãi đầu tiên kiếm được từ các quỹ bị đóng băng với tổng trị giá khoảng 1,4 tỷ euro, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ, sẽ được gửi đến Kiev trong tuần đầu tiên của tháng 8 để tài trợ cho việc mua vũ khí. Theo ông Borrell, Liên minh châu Âu sẽ sử dụng số tiền này để cung cấp các thiết bị quân sự ưu tiên cho Kiev, bao gồm đạn dược phòng không và pháo binh, cũng như các yếu tố hỗ trợ cần thiết cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Đầu tháng 3 năm nay, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan thông báo Bỉ sẵn sàng sử dụng số tiền lãi thu được từ tài sản của Nga bị phong tỏa ở nước này để tài trợ cho nhu cầu quốc phòng của Ukraine. Ông Smihan sau đó giải thích rõ ràng hơn, đó là chính phủ Bỉ sẵn sàng chi trả cho các hợp đồng mua sắm quốc phòng của Ukraine bằng số tiền thu được nói trên. Cần lưu ý thêm đó là hầu hết tài sản bị phong tỏa của Nga được thể hiện dưới dạng chứng khoán và đầu tư trong số này có tới gần 200 tỷ euro đang do công ty tài chính Euroclear của Bỉ nắm giữ. Chính quyền Bỉ áp thuế thu nhập 25% đối với khối tài sản trên, số tiền thu về khoảng 1,7 tỷ euro dự kiến sẽ được sử dụng để tài trợ cho người tị nạn Ukraine, cũng như phục vụ cho các nhu cầu của chính quyền Kiev. Sau đó, vào cuối tháng 5, Hội đồng châu Âu cũng phê duyệt việc sử dụng nguồn thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ quốc phòng và tái thiết đất nước Ukraine khoảng 90% số tiền nói trên sẽ được gửi đến Quỹ Hòa Bình Châu Âu, qua đó cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, đặc biệt là vũ khí. Ngoài ra, 10% còn lại sẽ được sử dụng dưới hình thức khác. Trao đổi với hãng tin Corriere della Sera của Italia, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phải đối mặt với khoảng thời gian rất khó khăn trong vài tháng tới. Ông Klitschko cảnh báo rằng Tổng thống Zelensky có thể phải tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý ở Ukraine nếu một thỏa hiệp về lãnh thổ với Nga được đặt lên bàn đàm phán. Những tháng tới sẽ rất khó khăn với ông Zelensky. Liệu ông ấy sẽ phải tiếp tục cuộc xung đột với những thương vong và tàn phá mới hay xem xét khả năng thỏa hiệp lãnh thổ với Tổng thống Nga Putin? Trong trường hợp này, áp lực nào sẽ tới từ Mỹ nếu ông Trump đắc cử Tổng thống và làm thế nào để giải thích với người dân về việc cần phải thỏa hiệp? Dù thực hiện bước nào, Tổng thống Zelensky đều có nguy cơ tự sát chính trị. Thành thật mà nói, chúng tôi phải giành chiến thắng trong cuộc xung đột này, nhưng tình hình ngày càng khó khăn hơn. Điều đó phụ thuộc vào sự giúp đỡ của các đồng minh. Sẽ là một cơn ác mộng nếu Ukraine phải chiến đấu thêm 2 năm nữa. Ông Klitschko nhấn mạnh thêm, làm sao chúng ta có thể giải thích với đất nước rằng chúng ta cần phải từ bỏ những phần lãnh thổ đã làm tiêu tốn sinh mạng của hàng ngàn anh hùng chiến đấu của chúng ta? Vị thị trưởng nói thêm, tôi không nghĩ ông ấy có thể tự mình đạt được những thỏa thuận đau đớn và quan trọng như vậy mà không có sự hợp pháp hóa của dân chúng. Tuyên bố của ông Klitschko được đưa ra sau đề xuất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga. Năm ngoái, ông Trump có buổi phỏng vấn với Reuters và nói rằng Kiev có thể phải nhượng bộ một phần lãnh thổ để đạt thỏa thuận hòa bình. Viết trên mạng trước Social vừa qua, ông Trump cho biết mình đã có cuộc gọi rất tốt với ông Zelensky, trong đó nhấn mạnh tuyên bố sẽ giúp kết thúc xung đột tại Ukraine thông qua đàm phán. Ông nói sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trước khi nhậm chức nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Olaf Scholz mới đây cho biết Đức đã quyết định cho phép Ukraine tấn công vùng lãnh thổ Nga giáp khu vực Kharkov bằng vũ khí do Berlin cung cấp nhằm ngăn chặn tiến công của Moscow quanh thành phố này. Ông nói cần phải làm gì đó với Kharkov để ngăn Nga sử dụng biên giới làm lá chắn bảo vệ. Theo Thủ tướng Scholz, Đức cũng sẽ sớm tạo điều kiện viện trợ quân sự cho Ukraine thông qua các cơ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại thành phố Wiesbaden của nước này. Ông Scholz giải thích, tại Washington, NATO đã quyết định rằng việc phối hợp hành động của nhiều quốc gia sẽ không còn được thực hiện tại căn cứ Ramstein của Mỹ nữa, mà là tại các cơ sở của NATO mà không cần NATO phải làm gì cả. Điều này rất quan trọng. Ông Scholz cũng lên tiếng ủng hộ các sáng kiến hòa bình có sự tham gia của Nga. Ông tái khẳng định rằng Đức không có kế hoạch tham gia vào cuộc đối đầu trực tiếp với cường quốc Á-Âu này. Ông cũng nhấn mạnh Đức sẽ không điều lực lượng đến Ukraine. Berlin sẽ không bắn hạ máy bay và tên lửa của Nga bằng phi công và máy bay chiến đấu Đức. Không, chúng tôi sẽ không làm điều đó và chúng tôi sẽ không cho phép vũ khí của mình tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Cuối tháng 5, người phát ngôn nội các Đức Wolfgang Wagner cũng đã xác nhận rằng Berlin sẽ cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Đức cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga giáp với khu vực Kharkov. Ông Wagner cam kết Berlin sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine mặc dù đã cung cấp vũ khí cho Kiev. Người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Hebeste cho biết, Berlin và các đồng minh phương Tây nhất trí rằng Kiev có thể sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga ở gần Kharkov. Tháng 6 vừa qua, Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg cho biết liên minh này sẽ thành lập một trung tâm chỉ huy NATO tại Wiesbaden để phối hợp đào tạo, viện trợ trang thiết bị cho Ukraine và hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài của lực lượng vũ trang Kiev trong những tháng gần đây, giao tranh đã gia tăng xung quanh thành phố Kharkov khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga từ khu vực này. Moscow cam kết sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Kiev. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tháng 5 cảnh báo các nước phương Tây cần hiểu rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ khiến xung đột càng thêm căng thẳng và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh đại diện của các nước NATO, đặc biệt là ở châu Âu, phải nhận thức được họ đang làm gì. Theo báo Pravda của Ukraine, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini hôm 24 tháng 7 cảnh báo có thể thực thi các biện pháp đáp trả Kiev nếu nhà chức trách Ukraine tiếp tục ngăn chặn việc vận chuyển dầu mỏ của Nga qua đường ống Druzhba Kiev đã chặn dòng chảy dầu thô qua hệ thống Druzhba tới các nước láng giềng phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng Nga là Hungary và Slovakia vào tuần trước, viện dẫn các lệnh trừng phạt đối với công ty dầu mỏ Lukoil lớn thứ hai của xứ sở Bạch Dương. Động thái dẫn đến hai nước thành viên liên minh châu Âu-EU bị mất nguồn cung đáp ứng tới 40% nhu cầu của họ. Phát biểu ngày 24 tháng 7, Tổng thống Pelegrini mô tả hành động của Kiev là sự can thiệp tiêu cực vào mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta. Ông nói tôi tin chắc rằng Ukraine sẽ có thể giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt bởi vì Slovakia với tư cách là một quốc gia có chủ quyền cuối cùng sẽ phải thực hiện một số biện pháp trả đũa. Cảnh báo rằng những động thái trên sẽ không có lợi cho Ukraine và người dân nước này. Ông Pellegrini nhấn mạnh Slovakia đã giúp Ukraine trong vấn đề khí đốt và cũng đã cung cấp điện cho phía Kiev trước đó ngày 18 tháng 7, Bộ Kinh tế Slovakia xác nhận dầu từ công ty Lukoil của Nga đã ngừng chảy sang Slovakia theo đường ống Trusba qua Ukraine. Ngày 20 tháng 7, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Denis Myhan về việc Nga ngừng cung cấp dầu do lệnh trừng phạt của Kiev. Trong tuần này, Slovakia và Hungary thông báo sẽ không nhận được dầu từ công ty Lukoil của Nga do Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty này tại cuộc điện đàm, thủ tướng Fico chỉ trích việc Kiev đưa Lukoil vào danh sách trừng phạt khi dầu của công ty này cũng được cung cấp cho nhà máy lọc dầu Slovnaft của Slovakia. Theo ông, đây là lệnh trừng phạt vô nghĩa, không gây tổn hại cho Nga mà chủ yếu là gây tổn hại đến một số quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu EU. Thủ tướng Fico lâu nay vẫn chỉ trích các biện pháp trừng phạt chống lại Nga nhằm buộc Moscow rút quân khỏi Ukraine sau khi trở lại nắm quyền lần thứ tư vào cuối năm ngoái ông tuyên bố ngừng viện trợ quân sự của Slovakia cho Ukraine. Ngày 23 tháng 7, Hungary cũng tuyên bố sẽ trừng phạt Ukraine vì phong tỏa việc vận chuyển dầu mỏ từ Nga. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tiết lộ Budapest sẽ chặn khoản hỗ trợ 6,5 tỷ euro của EU cho Ukraine đến khi Kiev dỡ bỏ phong tỏa việc truyền dẫn nhiên liệu qua đường ống Druzhba. Hồi đầu tháng 3, quân đội Ukraine tuyên bố đánh bật lực lượng Nga tại Krasnogorovka trong đợt phản kích hiếm hoi sau thất bại ở thành trì adipka Thời điểm đó, Phó Chỉ huy Lữ đoàn Maxim Zhorin thông báo Lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine đẩy đối phương ra khỏi Krasnogorovka, tỉnh Donetsk. Nga không chịu đầu hàng và bị vô hiệu hóa trong những ngôi nhà mà họ chiếm giữ. Đến lúc này, Krasnogorovka đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, cuối tháng 6 vừa qua, ở Krasnogorovka các đơn vị Nga đã chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine và tiến vào tiểu khu Vostokny tại trung tâm thành phố. Thời điểm đó, nhiều người tin rằng việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Krasnogorovka chỉ là vấn đề thời gian. Một trung úy Ukraine có biệt danh Alex cho biết trên kênh Telegram của mình, mọi thứ ở Krasnogorovka thật tồi tệ, quân đội Nga đang tấn công từng góc phố, trong khi các đơn vị của chúng tôi đã kiệt sức. Mới đây, theo kênh Riyadokka, lực lượng Moscow hầu như đã kiểm soát hoàn toàn Krasnogorovka, đang tiến tới Kurakovo. Cụ thể, các đơn vị của họ đã kiểm soát khu vực công viên cũng như khu vực tư nhân lân cận. Nhận thấy tình hình thực tế rất nghiêm trọng là nguy cơ bị bao vây, Ukraine bắt đầu tổng rút lui khỏi thành phố, rời khỏi vùng ngoại ô phía Tây. Quân đội Ukraine nắm giữ một dãy nhà hẹp ở phía bắc Krasnogorovka và trang trại quốc gia Lenin liền kề. Rất có thể ở đây cũng vậy, sau những trận tập kích của đối phương, họ sẽ sớm rút lui. Từ những động thái trên có thể thấy rõ rằng quân đội Ukraine đang rút lực lượng đồn trú trong thành phố về tuyến phòng thủ dự bị. Nhiều khả năng họ đã lên kế hoạch thiết lập, sử dụng hệ thống công sự ngay sát Maximilianovka. Từ ngôi làng này chỉ vài km là đến Kurakovo, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng Moscow đã chủ động tiếp cận nơi đây và trước khi kết thúc trận chiến giành Krasnogorovka, họ tiến vào Maximilianovka kiểm soát khoảng 1 phần tư ngôi làng. Krasnogorovka nằm ở phía tây thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên và phía bắc thành phố Marinka, nơi Nga kiểm soát hoàn toàn vào cuối tháng 12 năm 2023. Thành phố có diện tích 10,7 km2, dân số trước xung đột là hơn 16.000 người.